Hamilton, đôi tay rất dài và sức bật rất cao. Và một đường chuyền, cầu thủ Việt Nam Nguyễn Phú Vinh có chiều cao 2m đã thực hiện một pha úp rổ. Một cầu gần đăng khoa và phối hợp rất đẹp của các cầu thủ Second Hit, nhưng chưa có đủ không gian để thực hiện pha úp rổ. Đường chuyền bật đất rất thông minh của một pha bán rổ 3 điểm ngay ở giây cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất. Và người thực hiện thành công không ai khác chính là Tâm Tinh. Đặc biệt đó lại là khu vực yêu thích của cầu thủ mặc áo số 0 này, góc 45 độ. Lần này thì cầu đáp trả của Huỳnh Hải đã không có điểm. Zach Gorman có úp rổ không? Quá mạnh mẽ và quá đẹp mắt. Chắc chắn tình huống úp rổ ghi điểm này sẽ mang lại một lợi thế tinh thần không nhỏ dành cho đội bóng chủ nhà, dành cho những người đồng đội của Zach Gorman. Rõ ràng tôi còn đang có cảm giác Derry đang gặp một chút gì đó về mặt tâm lý của mình. Vẫn tú, yo, một tình huống block cực kỳ đẹp mắt đến từ Justin Young. Vâng, chúng ta không thể nhắc tới danh hiệu Defensive Player of the Year năm 2016 mà cầu thủ Mark. Vẫn là Stephen Tuấn Tú với những tình huống đột phá Eurostep và phách rất hay. Khoảng thời gian này họ đã bị đối phương bỏ xa rồi. Khoảng cách bây giờ đã là 7 điểm. Vâng, tiếp tục làm dưới mất bóng nữa. Bóng vẫn thuộc về các cầu thủ Toronto Warriors. Mặt sân đang trở nên rất trơn. Úp rổ sẽ đẹp mắt đến từ Gerardo. Vâng, toàn bộ nhà thi đấu cũng vang lên đứng lên rồi. Các cổ động viên đang gào thét tên Jay One Hill thưa các bạn. Tình huống úp rổ quá đẹp của Jay One Hill. Trước đó thì đó là một pha thi đấu rất là đội của Vũ Tuấn Trung khi anh định không ghi điểm. Cảm giác ghi điểm hay không? Vâng, một tình huống dứt điểm không. Tavarian Nis, cầu thủ của Việt Nam.